chương 41 41, hữu duyên gặp lại, hạ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nàng phi thường kỳ quái, hắn là ai? Trực giác tìm không được cùng hắn quen biết ký ức, nhưng cũng dường như nhận thức hắn, điều này làm cho nàng phi thường nghi hoặc. Thế nhưng hắn thay nàng giải vây, cho nên nàng đi qua, tiên sinh. Chúng ta nhận thức sao? Hắn khóe môi dơ lên, họa ra một mặt rất ôn hòa đường vòng cung, ngươi gọi đường mạng đi. Nàng gật đầu. Hắn nói. Ngươi thoạt nhìn, so với kia thiên ở 20 bệnh viện phụ cận gặp được ngươi lúc, khí sắc hơi chút nhiều. Nàng tỉ mỉ hồi ức, nhìn nửa ánh mắt của hắn, hắn đã ở mỉm cười nhìn nàng. Đường mạng nghĩ tới, ôn hòa khóe miệng, kiên trì hỏi, a là hắn. Nàng bừng tỉnh đại ngộ, là ngài, ngài là ngày đó ta ở bệnh viện phụ cận gặp được vị tiên sinh kia thì ra là hắn không nghĩ đến mịt mờ biển người còn có thể gặp lại đến người này ngày đó nàng ở bệnh viện phụ cận té xỉu người này đúng lúc phương viện thủ đem nàng đưa trở lại bình thủy tương phùng nàng không biết tên của hắn chỉ nhớ kỹ hắn ấm áp tiếu ý mà không nghĩ đến thế nhưng ở trong này nàng lại gặp hắn nàng nhất thời cao hứng đứng lên hắn ý bảo trước mặt mình chỗ ngồi có thể ngồi xuống tâm sự đi đường mạng gật đầu thực sự rất khéo ngài lần trước là đã cứu ta một mạng lần này là lại giải của ta vây chỉ là ngươi tại sao lại biết tên của ta ngày đó ta tống ngươi hồi bệnh viện một vị tiên sinh đem ngươi nhận trở lại hắn gọi ngươi đường mạng ngài trí nhớ thật tốt hắn thế nhưng lập tức theo kịp nói không phải là ngươi rất đẹp làm cho người ta đã gặp qua là không quên được đường mạng nhất thời mặt đỏ nam nhân này thật sẽ vuốt môn ngựa nàng hỏi còn không biết xưng hô như thế nào ngài ta kêu lý văn khải một tử thành lý lý bác học văn nhã văn chiến thắng trở về tới khải nàng lập tức lao nhớ kỹ tên này lý văn khải nói đường tiểu thư nàng mỉm cười nói gọi ta đường mạng được rồi đúng rồi vừa tiền cơm là bao nhiêu ta muốn trả lại cho ngươi hắn lắc đầu ý bảo nàng không cần khách khí như vậy một chút chuyện nhỏ, lúc ăn cơm ta thấy được ngươi có chút quen mặt, về sau nhận ra ngươi không có ý tứ chào hỏi, thẳng càng về sau nhìn ngươi cầm ví tiền ở cảm thấy khó xử, nhớ tới ngươi khả năng đang lo lắng tiền cơm vấn đề, liền tiện đường cùng nhau thay ngươi kết. Nói tự nhiên tự nhiên, cùng đường mạng liền tượng lão bằng hữu như nhau hiểu biết. Nhân viên phục vụ bưng đã tới hai chén nước còn có một tiểu bàn hoa quả, nhiệt tình kêu hắn. Lý Tổng, ngài chậm dùng đường mạng thật kỳ quái, tự hồ cùng ngài rất thuộc, Lý Tổng, ngài thường xuyên đến ở đây sao? Là, có thể là thường xuyên uống rượu thần kinh có chút ma túy, ăn cái khác thái trong miệng không có vị đạo, món cây tứ xuyên cây một điểm có thể kích thích khởi thần kinh cảm giác. Khi Lý Tổng, ngài là làm cái gì làm việc? Ta là CVS Trung Quốc khu thị trường tổng giám. Đường mạng nghiêm nghị, thế giới 500 cường, ngài tại như vậy có ảnh hưởng lực công ty làm việc, thực sự trong đầu nàng tự hỏi từ phi thường không dễ dàng kỳ thực ta cũng chỉ là một làm công nàng từ đáy lòng nói thực sự thật hâm mộ làm việc này lãnh đạo đem chỉ thị nhắn nhủ xuống làm thiếp binh chỉ cần hảo hảo nỗ lực tới cuối tháng thì có tiền lấy nghĩ đến thực sự là nhất kiện thoải mái chuyện hắn hiếu kỳ ngươi không có làm việc nàng lắc đầu chồng ta không thích ta đi ra làm việc ngày đó ở bệnh viện thấy người là trượng phu của ngươi. Đúng vậy. Lý Văn Khải có chút kỳ quái. Ngươi đã muốn làm việc, vì sao trượng phu ngươi sẽ không đồng ý? Đường mạng cười khổ, mình đánh trống lãng sơ lược. Hai người chúng ta tính cách không quá tương tự, hắn thích dưỡng điểu, ta thích lưu cẩu. Hắn gật đầu mỉm cười. Chỉ cảm thấy này tuổi còn trẻ tiểu nữ nhân đầy bụng tâm sự, mặc dù lạnh lùng, nhưng diễm như đào lý, nàng thoạt nhìn rất có cá tính đề tài mở, hai người bất tri bất giác hàng huyên rất nhiều. Mặc dù đều là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, bất quá lành lạnh mùa đông, ấm áp trong phòng, gặp được một người hữu duyên, cũng không thể không nói là nhất kiện rất thích ý chuyện. Như vậy ngươi đâu? Đường mạng hỏi. Lý Tổng đến Sơn Đông là đi công tác. Đúng vậy, ta tháng này khảo sát Sơn Đông thị trường, ở thanh đảo thiết phòng làm việc. Đường mạng ồ một tiếng, kỳ thực ta nguyên quán cũng là Sơn Đông, bất quá ở bậc cha chú lúc rời đến Thượng Hải, lần này là nặng về nhà, ở phía Nam Ngốc Lâu, rất ít nhìn thấy tuyết rơi, lần này trở về nhìn thấy tuyết rơi, còn thật là mang hài lòng. Đường mạng cũng là mỉm cười. a à, vừa nhắc tới tuyết rơi, ta liền nhớ lại Thượng Tiểu học sáng tác văn, hàng năm mùa đông một chút tuyết, lập tức sẽ viết một thiên trận đầu tuyết như vậy viết văn. Thực sự là hàng năm hàng tháng tuyết tương tự, hàng tháng hàng năm văn tương đồng. Hắn cũng cười, còn có giáo viên tiết, hàng năm vừa đến giáo viên tiết, lập tức cũng muốn một thiên về lão sư văn chương, bởi vì ta ở trường học thật sự là tứ loại phần tử, vì thế viết như vậy viết văn với ta thực sự là một thống khổ dằn vặt, cuối cùng ta thực sự nhịn không được, đến mấy chữ, ta chán ghét sáng tác văn nộp đi tới, cuối cùng lão sư phạt ta đem những lời này viết một nghìn biến, vẫn viết đến tối mặt trăng đều đi ra, ta còn chưa kết thúc điều xấu hai người nhìn nhau cười. Không biết là ở nhà ngốc thời gian lâu lắm, tiếp xúc ít người vẫn là kỳ nguyên nhân của hắn, đường mạng chỉ cảm thấy cùng Lý Văn Khải rất có loại nhất kiến như cố, gặp mặt hợp ý cảm giác. Định đứng lên là lần thứ hai gặp mặt, lần đầu tiên chỉ có liêu liêu mấy câu, hôm nay mới xem như là chính thức ngồi xuống nói chuyện phím, bất quá, nàng thích cùng hắn nói chuyện phím. Một, Hắn hơn 30 tuổi, thế nhưng ngồi ở một hơn 20 tuổi trước mặt nữ nhân, không nói bốc nói phép, không khách sáo nịnh hót, hắn có chừng mực. 2. Hắn ăn nói hài hước, cử chỉ chuyên gia, làm cho cảm giác không tự ti cũng không kiêu ngạo, rất có lãnh đạo phong độ, cũng có trưởng giả phong thái. Hắn có khí chất. 3. Hắn dung mạo mặc dù không như Trương Khải Hiên Anh Tuấn, thế nhưng hắn mặt mày tuấn lãng, ánh mắt lấp lánh, khóe môi thủy chung mang theo một khiêm tốn mỉm cười. Hắn có phong độ. Tứ hắn học thức quyên bác, kiến thức rộng rãi, cùng hắn nói chuyện phím, dù cho hơi có kẹt, hắn hay nói rất nhanh có thể tìm được thích hợp nói đề cắt vào. Hắn có tài học. Vì thế, nàng thích bằng hữu như vậy, cũng thích cùng người như vậy nói chuyện phím. Bất tri bất giác, thế nhưng cũng hàng huyên không ít, cho tới phòng ăn kỳ khách của hắn đều đã đi rồi, đường mạng lúc này mới kinh thấy, chúng ta hình dạng này, chiếm nhân gia thời gian, có phải hay không không tốt lắm hắn nhìn hạ bên kia không quan hệ lão bản cùng ta hiểu biết nhưng đường mạng vẫn đang không có ý tứ không khác có thời gian ta thỉnh ngài ăn cơm đúng lúc này đường mạng di động cùng táo nàng lấy ra muốn nghĩ cũng không cần nghĩ nhất định là trương khải hiên quả nhiên trương khải hiên ở bên trong không kiên nhẫn hỏi nàng ngươi đang ở đâu ta ở bên ngoài ăn bữa cơm một mình ngươi ăn hắn nghe thanh âm phi thường hoài nghi đường mạng trả lời không là một người ta cùng một bằng hữu khác phái ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm thế nào ngươi muốn tới đây nhìn nhìn sao lập tức quay lại ta theo nơi khác tới hai bằng hữu nhìn ta buổi tối cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm đường mạng sinh khí thật là bá đạo ngữ khí ngươi nói trở về ta phải trở về nàng đơn giản sẽ cùng hắn ngạnh một lần xin lỗi ta đây biên ước hội còn chưa kết thúc Ngươi nếu như có chuyện, chính mình tiên tiến đi của mình được rồi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 42 42 Bắt cá hai tay cẩu nam nhân Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nàng không nói lời gì phóng điện thoại, Lý Văn Khải đang nhìn nàng, thấy nàng mặt có vẻ giận, hắn chỉ nhàn nhạt thay nàng hòa giải xem ra ngươi cùng của ngươi người đại diện phát sinh một điểm nhỏ tiểu nhân hiểu lầm. Đường mạng cười bất đắc dĩ hạ, ngươi nói rất đúng, hắn không chỉ là của ta người đại diện, vẫn là một con thuyền phi thường làm hết phận sự khu trục hạm. Cũng không là, đường mạng làm việc, ở Trương Khải Hiên chiếc khu trục hạm này xua đuổi hạ bị đuổi ra gần biển, nếu không có thể trở về đâu. Nàng nói với Lý Văn Khải. Lý Tổng, thời gian cũng không sớm, hôm khác lại ước ngươi hắn gật đầu gọi điện thoại cho tài xế hai người đi ra đến vừa ra khỏi cửa phát hiện đến lúc tuyết thượng là tơ liễu phiêu hoa hiện tại thì lại là gió tuyết đầy trời lý văn khải tài xế đem một chiếc thượng hải giấy phép màu đen đừng khắc mở qua đây an ổn đứng ở cửa tiệm rượu hắn nói ta tống ngươi trở lại như vậy khí trời tự mình một người ở bên đường chiêu xe taxi quả thật có chút linh đinh nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt ngồi ở trong xe, hệ thống sưởi hơi khai thỏa đáng thích hợp, tượng mùa xuân bàn ấm áp. Nàng nhịn không được nói. Lý Tổng, rất hân hạnh được biết ngươi. Hắn khóe môi dơ lên, tự hồ vĩnh viễn đều mang theo một cái người lãnh đạo quốc gia tựa như ấm áp tươi cười, đường mạng, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Đây mới thật là đường mạng lời thật lòng, cùng hắn nói chuyện phím, nàng thực sự cảm thấy rất vui vẻ thế nhưng nàng không để cho hắn đem mình vẫn đưa đến cửa trương gia đưa đến khu biệt thự dũng lộ hạ lúc nàng làm cho tài xế dừng xe hơn nữa bên ngoài tuyết cũng tựa hồ nhỏ một chút nàng nói lý tổng sẽ đưa đến nơi đây đi hôm khác có thời gian ta cho ngài gọi điện thoại hắn một điểm không truy vấn nàng cũng không ân cần hỏi nàng nói tống đến nơi này chính là tống đến nơi đây hảo tái kiến đường mạng đường mạng xuống xe bước nhanh đón tuyết hướng trương gia biệt thự chạy về đi. Hắn lại ngồi ở trong xe có điểm thất thần, tài xế thay đổi đầu xe đi, hắn còn nhìn không được sau này nhìn, thẳng nhìn thấy đường mạng thân ảnh không hề. Kỳ thực nàng rất đẹp, chỉ là nàng mày giữa có một luồng nhàn nhạt ưu sầu, giống lam sắc ngu mỹ nhân đóa hoa thượng che về điểm này nhàn nhạt sương mù như nhau, hóa không khai, lại càng nhạ người muốn thân thủ đi lưu một chút. Mê như nhau nữ nhân, hắn muốn, Ngày đó ở bệnh viện phụ cận, nàng đứng ở bên đường, hắn xong xuôi sự kinh qua, trong lúc vô tình nhìn nàng một cái, vừa lúc nhìn thấy nàng hai mắt đẫm lệ bà bà, thân đơn ảnh chỉ, yếu đuối giống bác cấp bảo hạ một gốc cây lung lay sắp đổ dưa chuột đằng thượng tiểu dưa chuột, hắn lúc đó liền bị nàng xúc động, nhịn không được tiến lên một phen nâng lên nàng. Tống nàng trở lại, nàng không khí lực bước đi, hắn đành phải nâng nàng, đây là hắn nhân sinh 35 năm lần đầu tiên ôm một xa lạ nữ nhân xinh đẹp cách gần như vậy, thực sự là muốn không nhiều nhìn cũng không thể. Mà lại vừa nhìn, hắn càng cảm thấy được, nàng mặc dù sắc mặt tái nhật thoạt nhìn rất tiều tụy, nhưng là lại che không lấn ác được dung mạo lý tú lệ. Thật sự có duyên phận, không ngờ còn có thể lại vô ý gặp được nàng. Chỉ là, hắn cũng kỳ quái, nàng có nhiều tâm sự đâu. Đường mạng về nhà, Trương Mụ đã bày xong cơm nước, Trương Thụy Hằng đang xem báo chí, Trương Thái Thái đang nhìn kinh kịch nàng thấp giọng, mẹ, ta đã trở về. Trương Thái Thái trong lỗ mũi phát ra buồn một tiếng, ôn hòa tới câu, thật là thoải mái, an ổn làm thiếu phu nhân còn phải làm cho người ta chờ. Đường mạng chỉ phải lại thấp giọng một điểm, không có ý tứ, cho các ngươi chờ ta, ta đã ăn rồi. Nàng lên lầu, đi tới phân nửa thang lầu thấy chọc lấy tay Trương Khải Hiên. Lại là một bộ vào đông hàng thiên đeo băng mặt mày, đường mạng không để ý tới hắn, lướt qua hắn trở về phòng, hắn lại mèo truy con chuột như nhau đuổi tới gian phòng ra nàng diện vô biểu tình ta muốn thay quần áo ai tống ngươi trở về đường mạng cảm thấy hắn gần đây thực sự là cố tình gây sự không thể tưởng tượng nổi nàng hướng ghế tự lý ngồi xuống không chút khách khí trả lời bằng hữu khắc phái cũng có thể nói là nam bằng hữu hắn đi tới đứng ở trước mặt nàng thay quần áo cùng ta cùng đi ra ngoài nàng vung lên lông mày, hai người hiện tại này phó trận thế mười phần là mèo với chuột. Ta nếu như không đâu. Ngươi có tin ta hay không sẽ đem ngươi khiên ra đâu. Vậy ngươi có tin ta hay không sẽ đem của ngươi hoàng mỹ ước hội làm thành một dạ yến bàn cung đình đấu đâu. Hắn ngơ ngẩn, này nữ nhân chết tiệt, hắn tính. Bất đắc dĩ, hắn chỉ phải oán hận nói. Hảo, ngươi không đi, ta tìm nữ nhân khác bồi ta đi. Đường mạng cũng cười lạnh, tùy tiện ngươi đã khỏe. Trương Khải Hiên ngã môn đi rồi, nàng lại bắt đầu sinh khí, tìm nữ nhân khác cùng ngươi đi, ngươi là đi tìm cao nhân tuệ thôi. Tốt, lão bà bên này không thuận của ngươi ý, còn có tình nhân cũ ấm áp sàng chờ ngươi, đi đi, đi đi, thừa dịp còn hoạt động khai, nhiều trộn mấy lần là mấy lần. Đường mạng trong lòng từng lần một mắng, quán hận phát một hồi xử, nàng bò dậy mở máy vi tính, quyết định viết hôm nay nhật ký, đã lâu không viết. Chủ đề Bắt cá hai tay cẩu nam nhân Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 43 43 Nói người yêu ta, rất kích tình Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nhớ tới đêm nay Trương Khải Hiên sẽ rất trễ trở về Biết hắn trở về cũng sẽ không đến quấy rầy nàng Cho nên nàng yên tâm phóng một bồn tắm thủy Sau đó đem chính mình vứt xuống bên trong thoải mái tắm nước nóng, lau khô tóc hậu, nàng nằm tới trên giường. Đêm đã kinh rất sâu, hơn nữa cũng không tuyết rơi, bán trăng rằm lượng bị tầng mây thật sâu che khuất, ngoài cửa sổ tất cả đều mơ mơ hồ hồ. Không biết bắt cá hai tay nam nhân hiện tại đang làm cái gì, đường mạng thở dài, giết người phóng hỏa kim thắt lưng mang, Trương Khải Hiên. Đau đầu, nàng chỉ cảm thấy đau đầu, thế nhưng lại vô luận như thế nào cũng ngủ không được, cuối cùng không thể tránh được lấy ra hai mảnh thuốc ngủ nuốt xuống lúc này mới hỗn loạn đã ngủ. Trước khi ngủ nhớ tới Trương Khải Hiên sẽ không tới quấy rầy chính mình, nàng yên tâm đem áo ngủ cũng cởi, thẳng thắn qua ngủ đi, như vậy có thể tốt hơn tiếng nhập ngủ say ngủ. Trương Khải Hiên với 11 điểm lúc mới trở về, hắn tối nay tới hai bằng hữu, luôn cùng hắn cắt nói chuyện phím ăn cơm đến đã khuya, khi trở về đường mạng gian phòng đã tắt đèn, ở cửa, hắn thở dài trở lại gian phòng hắn thay quần áo buồn ngủ phát giác không quần lót thay đổi cao mày suy nghĩ luôn mãi rốt cuộc kiên trì đến hắn và đường mạng phòng ngủ đi tìm hắn biết để ở nơi đâu cước bộ không nên đánh thức nàng trong phòng ngủ đại tắt đèn thế nhưng đầu giường phía dưới đường mạng lại cắm cái phi thường tiểu nhân ngọn đèn nhỏ phao tản ra rất ái vị ấm quan vừa lúc có thể cho hắn nương ánh đèn giật lại ngăn tủ theo bên trái nội y trong ngăn kéo đem quần lót của mình tìm ra tìm xong đông tây hắn vô ý nhìn đường mạng liếc mắt một cái liếc mắt nhìn hắn đã nghĩ mắng nữ nhân chết tiệt hệ thống sưởi hơi khả năng quá ấm áp nàng nghiêng thân ôm chăn đang ngủ say chăn bên ngoài lộ ra một cái cánh tay bán chân rất rõ ràng nàng thân vô phiến lũ chết tiệt hắn cắn hạ răng ngươi đây là ý định không khóa cửa phòng còn lõa ngủ hơn nữa còn điểm một trảng như thế a ngọn đèn nhỏ đường mạng ngủ chính là mơ mơ màng màng tự hồ ở cảnh trong mơ lý nàng tượng con rùa đen nhỏ như nhau bị người toàn bộ lật mỗi người nhi chổng vó còn chưa có kịp phản ứng một lửa nóng thân thể sơn như nhau liền đè lại chính mình nàng hoang mang mở mắt ra nhất thời hoảng sợ trượng phu của nàng trương khải hiên lúc nào cá chạch như nhau sờ tiến vào chết tiệt hắn lúc nào thoát cũng trần như nhộng lúc này hắn chính nằm ở trước ngực của nàng tham lam cắn nàng êm dịu viết tay hướng về phía nàng tiểu bụng đường mạng nhất thời hỏa khởi nàng ra sức đem đầu của hắn theo trước ngực đẩy ra trương khải hiên ngươi muốn làm gì nhà của ta giường của ta nữ nhân của ta ngươi nói ta muốn làm gì đường mạng nỗ lực muốn huy cánh tay đập bể hắn thế nhưng toàn thân không khí lực nàng lúc này thật có sát nhân dục vọng nhưng là lại không có phát uy khí lực tiện nghi hắn thuốc ngủ cùng thuốc cảm mạo lực đạo đồng tâm hiệp lực đem thân thể nàng điều trị mì sợi như nhau mềm hắn thuận thuận lợi lợi đem thân thể của nàng trở thành đường cao tốc, vô câu vô thúc xông tới tùy ý rong rủi. Không có khí lực, nàng chỉ có thể dùng miệng thấp giọng đi mắng hắn, nào biết hắn đột nhiên giữa đem mặt của nàng ban qua đây, chiếu miệng của nàng môi hung hăng hôn xuống, môi trực tiếp hữu lực cùng nàng giao triền, thiếu chút nữa mút phá môi của nàng như nhau, đường mạng sinh khí, nàng dùng sức một cắn, khoảnh khắc liền đem môi của hắn cũng giảo phá, lập tức mặn mặn tư vị tràn đầy hai người khoan miệng trương khải hiên ngẩng đầu đường mạng cũng trợn tròn đôi mắt nhìn hắn hắn đột nhiên chặt ban mặt của nàng thấp giọng nói với nàng nói nói ngươi yêu ta đường mạng trợn to mắt như vậy cũng tốt so với tiền một khắc cho ngươi một buồn côn, hậu một khắc cho ngươi một ngọt táo nàng khí không đánh vừa ra tới bắt cá hai tay cẩu nam nhân hắn ngoan thủ sẵn cổ tay của nàng miết nàng đau nói nói ngươi yêu ta nàng càng thêm tức giận bắt cá hai tay cậu nam nhân. Hắn phát hỏa, đem nàng trở mình, chiếu mông nàng hung hăng chính là một cái tác, thanh âm lại vang lại giòn, nổi lên thanh đến. Nói, nói ngươi yêu ta. Đường mạng mông thượng nhất thời võ chăn cái dấu năm ngón tay, nàng đau muốn khóc, nhưng vẫn đang bất khuất mạnh miệng, bắt cá hai tay cậu nam nhân. Hắn tức giận là không thể tránh được trống. Ngươi phục một chút mềm ngươi sẽ chết người sao? Đường mạng cũng tức giận, chịu thua, không chịu thua, chịu thua có thể thế nào, Trương Khải Hiên ngươi đeo ta đi cùng tình nhân trộm tình, bên này còn hy vọng ta có thể chịu thua. Nàng đơn giản không hé răng, nhắm miệng, quật cường cắn răng quan. Trương Khải Hiên phục xuống, ở đầu vai của nàng trọng trọng cắn một miếng, nàng đau khóc kêu lên, đau a đau a, Trương Khải Hiên, ngươi tên hỗn đảng này. Có lẽ là nàng khóc làm cho hắn sinh lòng trắc ẩn, hắn không mạnh như vậy cứng rắn, nằm ở trên người của nàng, động tác cũng ôn nhu rất nhiều, đường mạng cũng không quật cường, nguyên lai like lớn tiếng khóc biến thành anh anh mà khóc, mà này uống lượng tiếng khóc liền tượng một thủ mềm nhẹ điều hòa khúc, làm cho hắn mở cờ trong bụng, hắn một lần một lần phát động mãnh công, cuối đường mạng không thể chịu được, tay nàng nắm thật chặt đầu giường, theo thân thể hắn luật động, nàng cũng nhẹ giọng thấp. Ngâm Cuối cùng, hắn đem mình phát tiết, từ phía sau ôm nàng, chăm chú cuốn quýt lấy nàng, cùng nàng tượng hai khỏa leo lên cùng một chỗ dây leo. Hắn mắng. Đường mạng, người này khỏa nấu không lạng cải trắng. Nàng cũng hừ một tiếng, Trương Khải Hiên, ngươi này bắt cá hai tay cẩu nam nhân. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 44 44, hắn làm cho người ta hỗn loạn, thường. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com đường mạng đi vào phòng ăn, rất dễ liền đi tìm Lý Văn Khải. Lý Văn Khải hướng nàng mỉm cười, nàng cảm thán, liền tượng trời thu thành thục. Đường mạng cũng hướng hắn cười nhạt một tiếng, hắn cảm giác, dường như mùa xuân bàn ấm áp. Đường mạng ấy nấy nói, ta ước ngài đi ra, lại còn muốn ngài chờ ta, thật không có ý tứ. Không phải, ngươi cũng không có trễ, ta chỉ là thói quen mỗi lần ước hội đều sớm đến. Hẳn là, đường mạng nghĩ thầm, hắn nếu như không phải một làm việc nỗ lực nghiêm túc người, làm sao có thể ngồi vững vàng công ty đa quốc gia Trung Quốc khu thị trường tổng giám vị trí. Nàng rất thích cùng hắn ngồi xuống nói chuyện phím, hắn dù sao giúp đỡ quá chính mình, đường mạng rất băn khoăn, có qua có lại, cũng muốn mời lại người khác một lần. Hai người ở Starbucks uống vừa ma tốt hiện pha cà phê, nói chuyện trời đất, dễ dàng tự tại. Lý Văn Khải Thanh âm rất ôn hòa, mặc dù đang phía nam ngốc lâu, thế nhưng ngữ điệu lý lại không có dày đặc phía nam khẩu âm, tiếng phổ thông nói phi thường thuần khiết, hơn nữa, thanh âm hồn hậu, nói lên nói rất giống tiếng nói ở phía sau trầm, tượng phim hàng, tình định khách sạn lớn lý, tổng giám đốc giọng nói âm, có từ tính gợi cảm, làm cho người ta cũng nhịn không được nữa có thể một nhĩ liền đã yêu. Đường mạng có chút buồn cười chính mình, đối một còn không tính quen thuộc người, thế nhưng sẽ có nhiều như vậy đánh giá. Thế nhưng đâu, nàng cũng không thể không thừa nhận, hắn là có mị lực, mặc dù, hắn không như Trương Khải Hiên tuổi còn trẻ anh Tuấn, nhưng trên người hắn nam nhân trung niên thành thục vị đạo, lại là không thể chống đối. Hắn đã 35 tuổi, thế nhưng, hắn chút nào không có trung niên nhân mập ra bụng bự nạm, mặc một bả đầy mặt khoan tráng, hoặc là người làm ăn cái loại này nói bốc nói phép khẩu khí, còn có có chút nam nhân cái loại này thấy nữ nhân trẻ tuổi, mắt câu thượng đáp hạ. Hận không thể dùng mắt đem ngươi bắt tinh quang, ấn đến trên giường cái loại này dạy gái mê ánh mắt quả thật nếu như không phải đường mạng đã kết hôn hắn là một làm cho người ta hỗn loạn nam nhân hiện tại hắn ngồi ở trước mặt nàng đơn giản tam minh chí tiểu bánh ngọt hai ly cà phê vô cùng đơn giản hai người nói chuyện phím cũng là như thế này vô cùng đơn giản đường mạng hỏi hắn ngươi là làm thị trường như vậy thị trường bộ tổng giám chủ yếu đều là phụ trách cái gì làm việc hỏi xong nàng mới phát hiện đây là cái gì vấn đề a? À? Không hề chiều sâu, ngu xuẩn không chịu nổi. Lý Văn Khải mỉm cười trả lời. Kỳ thực công tác của ta vô cùng đơn giản, đại bộ phận làm việc của ta đồng sự đô hội làm, ta chỉ là tới xung quanh dò xét, hoặc là cùng đại gia nghiên cứu một chút thế nào đem cà chua khoát lát có thể tượng dưa hấu lớn bằng, hay hoặc là đến giáo một chút của ta các đồng nghiệp để cho bọn họ tận lực học được khuyên như thế nào thuyết khách hộ cát để cho bọn họ đem trong túi tiền không chậm trễ chút nào đưa đến của chúng ta trong bát hắn lại giải thích đương nhiên chỉ là nói đùa đường mạng cười đương nhiên chỉ là nói đùa hắn là một công ty đa quốc gia thị trường tổng giám làm làm việc tuyệt đối không phải là chỉ ở văn kiện thượng ký ký tên họa cái quyển thùng cơm như nhau hướng bàn ăn biên ngồi xuống cùng một đống giá áo túi cơm vui chơi giải trí đem mình phái triệt để cùng một thùng như nhau Đường mạng chú ý hắn mỉm cười, rất cạn, thế nhưng rất ấm, rất tao nhã, hắn phi thường có khí chất, loại cảm giác này tượng cái gì đâu. Giống, giống ngươi ở mùa đông thời gian, đi cây muốn một chén băng Pepsi Cola, bên ngoài trời giá rét đông lạnh, trong phòng hệ thống sưởi hơi mơ hồ, hai độ trên lệch nhiệt độ trong ngày dưới, Pepsi Cola thanh lương chậm rãi ngâm đến của ngươi trong miệng, đầu tiên là lành lạnh, sau đó, theo của ngươi khoan miệng trượt nhập đến của ngươi ít hầu trong bụng, dần dần, ấm áp, thoải mái thoải mái. Ở trước mặt hắn, đường mạng tượng cái không biết thế sự tiểu dê con. Chỉ biết hỏi một ít ngốc lý ngu đần vấn đề. Thế là nàng liền thực sự bắt đầu một ít phi thường làm người ta khiếp sợ buồn chán vấn đề. Lý Tổng, ngươi bình thường đều thích làm cái gì vận động? Ta tương đối thích chơi bao liên. Tại sao vậy chứ? Bởi vì bao liên có thể bảo trì vóc người, nữ nhân đều chán ghét nam nhân có mang thai. Vậy các ngươi này đó cao tầng lãnh đạo hàng năm có hay không mang lương nghỉ ngơi nhật, hoặc là xuất ngoại du ngoạn gì gì đó? Mang lương nghỉ ngơi nhật nhưng thật ra có mấy ngày, bất quá xuất ngoại du ngoạn dường như không có. Bây giờ còn là khủng hoảng kinh tế, lại giàu có địa chủ gia cũng không thấy được có thừa lương. Ta nghe nói tượng các ngươi như vậy đại công ty, một năm đều là ra 14 nguyệt tiền lương. Hắn ha ha cười, đường mạng, ngươi thực sự là đáng yêu, công ty chúng ta mặc dù là ở Trung Quốc có phần công ty, thế nhưng đừng quên, hắn mặc dù hiện tại trú đóng ở chủ nghĩa xã hội khoa học quốc gia, trăng lại là ở tư bản chủ nghĩa quốc gia. Đường mạng cũng cười, nàng cảm giác mình vấn đề cũng là một so với một buồn chán, làm người ta cảm kích chính là hắn một điểm không phiền, trái lại kiên trì, hảo tâm giải thích, liền tượng một nghiêm túc giáo thụ, ở trên bảng đen viết đề, thế nhưng phía dưới chỉ ngồi một đệ tử thế nhưng hắn vẫn như cũ nói rất nghiêm túc luân hồi hắn cũng hỏi đường mạng một vài vấn đề thế nhưng cũng là ngốc lý ngu đần đường mạng ngươi hồi bé có hay không cấp nam đồng học đệ tờ giấy nhỏ đường mạng dũng cảm trả lời có ta lần đầu tiên thích bên cạnh ta một nam đồng học cố lấy dũng khí cho hắn đã đánh mất một tờ giấy nhỏ kết quả bị lão sư bắt được hắn mỉm cười lão sư có thể hay không đập bàn tay của ngươi không có lão bản là một 40 tuổi nữ nhân, nàng nhặt lên tờ giấy nhìn xuống, lớn tiếng nói, đường mạng, ngươi đi học chuồng mất, vì trừng phạt ngươi, ta muốn đem ngươi trên tờ giấy nội dung lớn tiếng đọc lên đến, nhìn ngươi còn dám hay không lại chuồng mất. Tàn nhẫn như vậy lão sư. Ta lúc đó mặt cũng dọa trắng, kết quả lão bản lớn tiếng niệm, đừng kính văn, đem ngươi chữ số tác nghiệp lấy ta sao. Lý Văn Khải thật tò mò. Ngươi thực sự là viết như vậy đường mạng cười kỳ thực ta viết chính là đừng kính văn ta thích ngươi hai người đều cười đều là một chút không đi đến đâu vấn đề nhỏ nhưng ngươi một câu ta một câu này đó vụn vặt việc nhỏ hai người thế nhưng điệp điệp không ngớt trò chuyện túc hai canh giờ hắn nhớ tới cái gì thử thăm dò hỏi ngươi ngày đó trở lại trượng phu ngươi không hỏi ngươi cái gì đi bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 45 45 hắn làm cho người ta hỗn loạn, hạ. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đường mạng dường như không có việc ấy trả lời, hỏi, hắn hỏi ta cùng người nào ăn cơm, ta nói cho hắn biết, là cùng một người nam nhân cùng một chỗ ăn. Vậy hắn nói cái gì? Hắn nói, vậy ngươi không nên tiện nghi tiểu tử kia, hiện tại thịt heo một mực trướng giới, nhớ gọi món ăn thời gian nhất định phải điểm ăn thịt, miễn bị thua đau. Lý Văn Khải mỉm cười không nói, trong lòng hắn sớm minh bạch này tiểu nữ nhân nghĩ một đằng nói một nẻo. Hai người tiếp tục nói chuyện phiếm, cư nhiên theo tài chính và kinh tế đến chính trị, không chỗ nào không trò chuyện, chút nào không cảm thấy thời gian chính đang trôi qua. Rất nhanh, nàng nhìn thấy bên ngoài sắc trời dần tối, lúc này mới kinh thấy một hạ buổi trưa thế nhưng lặng yên rồi biến mất, nàng được về nhà. Nàng phi thường kinh ngạc, chính mình cư nhiên cùng một nhận thức cũng không nhiều lâu nam nhân ngồi ở trong quán cà phê tượng thân cận hai người nam nữ như nhau nói chuyện trời đất hàn huyên thời gian lâu như vậy lý văn khải thấy nàng đang nhìn bên ngoài hắn lập tức nói trời tối đường mạng ngươi phải đi về thôi đường mạng gật đầu đúng vậy hôm nay không cần ngươi đưa ta trở lại chính ta ngồi xe taxi lý văn khải một điểm không miễn cưỡng nàng hảo hai người đi ra đến lúc ra cửa gió lạnh đập vào mặt, đường Mạn nhịn không được khỏa một chút áo khoác ngoài, hắn lập tức tự nhiên cho nàng truyền hảo khăn quàng cổ. Hắn cúi đầu cho nàng vây khăn quàng cổ thời gian, đường mạng vô ý tiếp xúc được ánh mắt của hắn, chỉ liếc mắt nhìn, đột nhiên giữa nàng có chút chột dạ tượng ở trộm tình như nhau, nàng không dám nhìn nữa hắn, vì thế hoang mang rối loạn nhiên vội vàng đem tầm mắt đầu đến mặt khác cảnh vật đi tới, nhìn bên ngoài kinh qua đoàn người, bị gió quát khởi một mảnh quảng cáo giấy, mọi việc như thế, chỉ cần có thể dời đi tầm mắt gì đó. Hai người đi ra. Thiên tối sầm, đèn đường dần sáng, xung quanh tan tầm sóng người thủy bàn vọt tới dũng đi, mỗi người có của mình đường về tâm sự, không có người chú ý bên đường đứng lặng hai người. Mà xung quanh thương trường âm nhạc còn đang ái muội lay động, dẫm nát mặt đường thượng, nghe âm nhạc nhịp trống, nàng vô ý ngưỡng vọng bầu trời, màn trời trời cao, tinh quang lóe ra. Xe taxi ngừng lại, tài xế mang theo hỏi ánh mắt hỏi nàng có hay không lên xe. Này trong nháy mắt, đường mạng trong lòng có một loại tựa xuất hiện ở quỷ cảm giác, nàng có chút lưu luyến, lưu luyến không rời. Hắn trạm ở trước mặt nàng, hai người tượng mỹ thuật tạo hình quán lý hai tôn pho tượng, cho nhau chăm chú nhìn, mắt tương giao, lại không thể nói chuyện. Đường mạng nói với hắn, ta phải đi về. Hắn gật đầu. Đường mạng đi xuống nền đường, hướng xe taxi đi, rõ ràng chỉ có mấy bước, đột nhiên giữa, nàng ngơ ngẩn, bởi vì nàng chính dẫm nát thân ảnh của hắn lý, mà thân ảnh của hắn, toàn bộ trồng lên thân ảnh của nàng, nàng nho nhỏ thân ảnh hoàn toàn dung hợp ở bóng dáng của hắn lý. Nàng rất cảm động, này ấm áp thân ảnh, trong nháy mắt tượng phụ thân ngẫu nhiên giữa đến xem nàng một lần, ở thân thể của nàng khác thoáng cái thay nàng có thể ngăn ở trời thu phong như nhau, tượng sơn như nhau an toàn. Mà giờ khắc này, nàng liền hãm tại đây một mảnh ấm áp trung. Nàng quay đầu lại hướng hắn mỉm cười, tái kiến. Mà ở đường mạng quay đầu lại thời gian, nàng lại nhìn thấy hắn trong mắt mỉm cười, thực sự, vừa nhìn thấy này cười, nàng khuynh khắc giữa lòng chua xót. Như vậy mỉm cười, đường mạng bao nhiêu trong mong, nàng thân nhất tối người yêu, Trương Khải Hiên có thể ôm nhu cho nàng một lần, thế nhưng, hắn không có. Ngồi ở trở về trong taxi, nàng rớt xuống nước mắt nàng hiểu vì sao người sẽ đơn giản trật đường ray nhiều khi đã động bọn họ cảm động các nàng kỳ thực không phải trật đường ray này đối tượng có bao nhiêu tiền có bao nhiêu sao suất thường thường là một ánh mắt cái ánh mắt này ấm áp thẳng tắp câu ở người trong lòng trong nháy mắt lay động người nàng khóc về đến nhà trương khải hiên không ở dưới lầu trương thái thái vừa nhìn thấy nàng liền kéo dưa muối sắc mặt âm dương quái khí nói thực sự là thật thoải mái thiếu phu nhân áo cơm không lo có người dưỡng, trong lúc rảnh rỗi lại đi bên ngoài cùng bằng hữu nói chuyện phím uống trà, đường mạng ngươi là đã tu luyện mấy đời phút. Nàng không đi cùng Trương Thái Thái nhiều nói, Trương Thái Thái cuộc sống chán nản tốt trần, toàn bộ Trương gia chính là nàng biểu diễn sân khấu, nếu như nàng ngày nào đó không đến kỹ tràng tận hứng diễn xuất, nàng sẽ tượng một con chó, tìm không được góc tường đi tiểu như nhau, tư sống nghẹn chết, vì thế coi nàng như là mình biểu diễn được rồi. Trương Thái Thái lạnh lùng nói. Ba ba ngươi hôm nay cấp Khải Hiên gọi điện thoại, nói lão gia hạ đại tuyết, dưỡng trùng túc lều bị tuyết áp sụp, trùng toàn đông chết, tổn thất tứ vạn nhiều khối. Khải Hiên hai lời chưa nói liền cấp ba ba ngươi đánh tiền quá khứ, còn hảo ngôn hảo ngữ an ủi hắn, làm cho hắn một lần nữa mua một ít trở về, đường mạng, ngươi suy nghĩ một chút, Khải Hiên đối với ngươi có bao nhiêu hảo. Ngươi lại mỗi ngày cùng hắn kéo cái mặt, tượng tiếng lãnh cung như nhau, ngươi bày cho ai nhìn đâu đường mạng nhất thời ngơ ngẩn phụ thân cư nhiên gọi điện thoại cho trương khải hiên đích xác phụ thân cho nàng gọi điện thoại tới thế nhưng trong tay nàng nào có tiền bởi vì lại cùng trương khải hiên hờn dỗi nàng cũng không có khả năng nói với hắn không ngờ phụ thân cư nhiên trực tiếp gọi điện thoại cho trương khải hiên trở lại gian phòng nàng rất tức giận hận chính mình không có năng lực thay phụ thân bài ưu giải nạn hận trong lòng tích ngơ ngẩn rơi nước mắt cửa mở nàng quay đầu lại dĩ nhiên là trương khải hiên nàng vội vàng xóa đi nước mắt trương khải hiên đã phát hiện ngươi làm sao vậy nàng không đi nhìn hắn không có việc gì cảm ơn ngươi ban cha ta trương khải hiên có chút không vui đi tới ngăn tủ biên giật lại ngăn tủ tìm của mình sơ mi đi ra trọng trọng ném tới trên giường sau đó lạnh lùng nói ta muốn tắm là lầu hai trong phòng chỉ có nàng cùng trương khải hiên phòng ngủ mới có phòng tắm nàng đứng lên, có ý gì thôi, rửa liền rửa bái, chẳng lẽ làm cho ta làm cho địa phương. Xoay người nàng liền đi, Trương Khải Hiên một phen duệ ở nàng cánh tay, hắn hừ ra một hơi, từng câu từng chữ nói. Ta chỉ muốn tắm một cái, ngươi cho ta trà sát hạ phía sau lưng không được sao. Đường mạng tức giận, bên ngoài bể nhiều như vậy, tiểu thư phục vụ lại thượng thừa, cố nài tìm trong nhà thiếu phụ luống tuổi có chồng sao. Hắn một phen đem nàng kéo đến phòng tắm đi, đá lên môn, sau đó dựa vào ở trên cửa, xếp cánh tay, dơ lên lông mày nói. Ngươi là của ta lão bà, không để gọi ngươi không phải tiện nghi ngươi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 46 46 trong phòng tắm chiến tranh Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đường mạng lập tức muốn mắng hắn, nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, dù sao hắn không chậm trễ chút nào cấp phụ thân ứng ra tổn thất, mặc dù là phu thê, thế nhưng nàng hiện tại lại có loại bắt người tay ngắn cảm giác. Xoay người, nàng không lên tiếng, cúi đầu cho hắn phóng thủy. Nàng không cùng mình cãi nhau, Trương Khải Hiên đảo là có chút ngoài ý muốn, hắn nhanh mồm nhanh miệng lão bà khinh địch như vậy buông tha mình. Tắm xong bồn tắm, đường mạng bắt đầu phóng thủy, thủy ào ào ở lưu, nàng thử hạ thủy ôm, cảm thấy thích hợp, lúc này mới hướng bên trong đảo sửa tắm nhìn lại trương khải hiên đang ở cởi quần áo đường mạng nhất thời mặt đỏ lên xoay người không đi nhìn hắn trương khải hiên lại ở phía sau nhìn nàng đường mạng gầy một chút vai rất đơn bạc nắm lấy đi thậm chí nắm đến xương cốt trong lòng hắn từng đợt đau nhớ tới nàng vừa như vậy không tình nguyện đáp ứng hắn minh bạch nàng chỉ là nhìn ở chính mình ban cha của nàng phân thượng này bao nhiêu làm cho trong lòng hắn có chút không thoải mái chẳng lẽ nàng thì không thể tưởng trước đây như vậy ôm nhu đối với hắn một lần, ngọt ngào cười với hắn một chút. Hắn khổ sở, chỉ cần ngươi chịu hướng ta thấp một chút đầu, ta thực sự nguyện ý lập tức cục ở trước mặt của ngươi, ôm ngươi tượng đứa nhỏ thấy mẫu thân như nhau trác ở trong ngực của ngươi, chỉ lại ngươi. Đường mạng phóng được rồi sửa tắm, vừa định nói xong, nhìn lại thấy hắn, nhất thời mặt đỏ tía tai lập tức quay đầu lại. Trương Khải Hiên đã thoát cởi hết quần áo, ở trước mặt nàng trần như nhộng, nàng nhìn thấy hắn dục vọng, điều này làm cho trong lòng nàng phát phát nhảy loạn, mặc dù hai người là vợ chồng, cũng đóng cửa phòng ở trong phòng xích lõa hôn quá, thế nhưng xảy ra nhiều chuyện như vậy, lại đột nhiên giữa xích lõa gặp lại, nàng e lệ tả hữu co quắp. Nàng thấp giọng nói, ngươi trước vào một chút đi, ta một hồi lại đi vào. Trương Khải Hiên một phen kéo nàng. Ngươi cũng không phải bên ngoài nữ nhân, gì chứ như vậy sợ thấy ta. Đường mạng bị khơi dậy tiểu tính tình, nàng có điểm não. Ngươi nói cũng đúng, ta cũng mang kỳ quái, bên ngoài có bài đội nữ nhân nguyện ý thoát cởi hết quần áo cùng ngươi thượng sàng lăng, ngươi thế nào liền cần phải đến trêu chọc ta đâu. Trương Khải Hiên coi được cặp mắt kia lúc này đùa giỡn, trả thù, vô lại hiểu rõ nhìn chằm chằm nàng. Ta liền thích dằn vặt ngươi. Đường mạng một đôi tròn tròn mắt to trừng càng phát ra sinh khí. Trương Khải Hiên nhạt, nhìn ngươi kia một đôi trâu mắt, thực sự là nhìn ngươi mất hứng ta liền thoải mái hắn hừ cười nhỏ ngồi vào bồn tắm lý hạnh phúc nói thực sự là đã lâu không hưởng thụ đến lão bà đại nhân spa hộ lý ngược lại hắn lại mắng đường mạng ngươi này khỏa nấu không lạng cải trắng cải trắng bọn lại hậu vừa cứng ăn lại không thủy lại không nộn cuốn lại đương thịt quay trộn thái đều ngại không đúng vị đường mạng tức giận hậm hực hờn dỗi Xem ra ngươi thực sự là cấp không ngọt đòi mới hư. Nàng ôm đồng quá khăn mặt, ở trong nước ướt, sau đó trọng trọng hung hăng một kén, vừa lúc đánh vào trương khải hiên sau lưng đeo, trương khải hiên bị đau a à kêu một tiếng, hắn vừa định mắng, đường mạng ấn vai hắn đã nắm một bàn chảy hung hăng chà sát, trương khải hiên bắt cá hai tay cậu nam nhân, có phải như vậy hay không hầu hạ ngươi liền thoải mái. Trương khải hiên quay đầu lại đi bắt đường mạng cánh tay, trong miệng đang mắng. Đường mạng ngươi tên hỗn đảng này, ngươi quả thực khi dễ người. Trời biết hắn tại sao có thể nói ra những lời này để, quả thực tượng tiểu hài tử quá gia da lúc bị chọc giận lúc mắt đỏ dỗi nói. Đường mạng hừ một tiếng, Trương Khải Hiên, ngươi cảm thấy đau đớn sao? Ngươi không là muốn ta hầu hạ ngươi sao? Nàng đem Trương Khải Hiên lại ấn trở về trong nước, dùng chân đính hắn, tay phải lại từ bồn tắm thai diện thượng đã nắm một dục phao gậy, không nhẹ không nặng quất vào Trương Khải Hiên sau lưng đeo, xuống nam nhân, ngươi cho là Hà Đông Sư tử hống lý Trương Bách Chi như vậy đối cổ thiên nhạc đều là diễn kịch đúng hay không? Ta hôm nay là được rồi hảo điều trị một lần cho ngươi xem nhìn. Trương Khải Hiên tức giận, nàng cư nhiên như vậy đối với hắn. Đường mạng cầm tay cái giàm ào ào cũng không quản nước ấm là cao là thấp hướng trên người hắn xối, xối hắn chiêu không chịu nổi, cuối cùng hắn phát hỏa, có như ngươi vậy lão bà sao? đường mạng cũng sinh khí, ta một lọ bất mãn, ngươi liền mãn bình loạn hoảng sao. Hai người đều cứng, Trương Khải Hiên trừng mắt nàng còn muốn phát hỏa, đột nhiên hắn cũng giật mình, hai người, mặc dù đang cãi nhau, lại giống sơ kết hôn lúc, ở trong phòng tắm cùng nhau tắm bong bóng dục lúc, cho nhau hướng đối phương trên người múc nước lúc lãng mạn, chỉ là hiện tại có chút làm chẳng ra cái gì cả, lúc này hắn đầy người đầu đầy thủy, đường mạng cũng không ít xối, nửa người y phục đều ướt, dính sát vào nhau ở trên người. Tầm mắt của hắn không khỏi hạ lạc, rơi vào đường mạng Phật phòng ngực bô thường, đường mạng cũng chú ý tới ánh mắt của hắn, nàng mặt đỏ lên, khăn mặt ném xoay người rời đi. Không đợi nàng kịp phản ứng, Trương Khải Hiên một đôi bàn tay to đã dùng sức đem nàng ôm vào trong ngực, nàng kinh từng đợt mộng nhiên, người không có đứng vững, hai người cùng nhau té bồn tắm lý. Đường mạng cổ tay trọng trọng ném ở bồn tắm bên cạnh, nàng nhịn không được khóc gọi tay đau a à, trương khải hiên ngươi làm đau ta hắn đem nàng ấn ở trong nước thấp giọng rống đau đau đã bảo ngươi đau ngươi thế nào không hề kêu ngươi lại cho ta kêu một tiếng gọi a à. đường mạng kinh ngạc mắt trừng thật to bị hắn ấn ở trong nước nàng cảm giác được dục vọng của hắn chính để ở chân của nàng giữa đang chuẩn bị phá cửa mà vào nàng ngây người nước nóng cùng sương mù chưng nhuộm trên mặt nàng phím hồng hào tràn ngập lại là không hiểu cùng ủy khuất, hắn nhìn càng khó kìm lòng nổi, đường mạng. Hắn thấp giọng nghiến răng nghiến lợi gọi, ngươi đáng chết này. cúi đầu, hắn liền mút ở miệng của nàng, không nói lời gì cùng nàng lưỡi tim cuốn quyết, cái loại này nhiệt liệt mà khác thường kích tình nhất thời đem đường mạng đánh đầy trời sao. Không biết là ai chân đạp tới thủy tắc, thủy ào ào xoay tròn thành một tiểu toàn oa khuynh khắc thời gian tuôn trào ra. Rất nhanh, tam hạ hai cái hắn liền đem đường mạng thoát tinh quang, đem đường mạng tượng lật thịt bánh nướng như nhau lật mỗi người nhi, dùng bối nhập thức phương thức, đem đường mạng chăm chú để ở tại bồn tắm lý, dơ lên nàng mông bộ, đem mình vui sướng đưa đi vào. Lần này đường mạng không có phản kháng hắn, nàng nhớ lại phụ thân, mặc dù phụ thân qua nhiều năm như vậy rất ít cùng mình gặp mặt, thế nhưng, nàng còn là nữ nhi của hắn, nàng không có năng lực giúp hắn lúc, trượng phu của nàng thay nàng hoàn thành, hiện tại, nàng muốn làm chỉ là một thê tử nghĩa vụ mà thôi. Tay nàng ấn bồn tắm biên, Trương Khải Hiên một chút một chút trùng kích, sông chân của nàng lần lượt đánh vào bồn tắm bên cạnh, đụng làm đau, hắn siêng năng, hứng thú ngang nhiên, kích tình như lửa điên cùng yêu nàng, hắn cúi đầu cắn chặt đầu vai của nàng, cơ hồ muốn đem nàng giảo phá, xương cốt nhu nát nhu thành một thang thủy, cùng mình hóa thành một khối, dung cùng một chỗ. Đường mạng khó hiểu, đây là yêu sao? Hắn làm tình thời gian như vậy chuyên chú, thế nhưng làm xong lại sẽ thay đổi một bộ sắc mặt, nam nhân đều là như vậy sao? Cái gọi là làm chính là yêu sao? Làm tình chính là yêu. Vừa hướng thê tử nói yêu, bên kia lại hùng hồn dành cho một nữ nhân khác đồng dạng chuyện, lời giống vậy, nghĩ tới đây, nàng đánh trùng mình một cái. Trương Khải Hiên lại không phát hiện nàng trong thần sắc dị thường, hắn chỉ cảm thấy thỏa mãn, chưa từng có thỏa mãn, hận không thể giờ khắc này chính là vĩnh viễn vĩnh viễn ôm nàng vào trong ngực, vĩnh viễn ở lại trong thân thể nàng. Hiện tại hắn hiểu một việc, phu thê cãi nhau, đầu giường ầm ỉ, cuối giường hợp, nguyên lai chính là như vậy. Tiểu không gian một phen đấu rốt cuộc họa lên dấu chấm tròn, hai người tình trạng kiệt sức, ngã vào bồn tắm lý, thủy ào ào ở lưu, Trương Khải Hiên cúi đầu cắn nàng giái tai, tay vẫn như cũ ở trên người nàng du đi. Hắn đột nhiên giữa trong lòng rất khổ sở. Thật sự có một ngày, ta đi thật, ta thế nào bỏ được ngươi? Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 47 47 làm cho ra trượng phu của ngươi đến. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đường mạng giật lại ngăn tủ, đem Trương Khải Hiên hai kiện dương nhung sam tìm ra muốn đưa đến phòng của hắn đi. Vuốt hắn áo lông, chạm đến áo lông thượng sợi, nhớ tới hắn thiếp thân xuyên tình hình đặc biệt lúc ấy dính vào hơi thở của hắn, đối với hắn phức tạp tâm tình lại dâng lên. Nàng khẽ thở dài. Trương Thái Thái hấp tấp vọt vào, vừa nhìn thấy đường mạng liền nổi trận lôi đình, nàng đem nghiêm dược hướng đường mạng trên người hung hăng ném. Đây là cái gì? Đường mạng cúi đầu vừa nhìn, là tránh thai dược, ngày đó Trương Khải Hiên tắt cho mình, lúc đó hắn buộc nàng ăn một mảnh, mấy ngày hôm trước buổi tối hắn chui vào, không nói lời gì lại đoạt lấy nàng, sau hắn hỏi nàng ăn không ăn dược, nàng tức giận trả lời ăn. Kỳ thực nàng căn bản không ăn, liền dược để ở nơi đâu nàng cũng không để ý, không biết là trương mụ vẫn là tiểu lệ thu thập gian phòng thu thập ra tới, hai người này đều là trương thái thái hiểu biết, trương thái thái có thể bắt được thuốc này cũng không phải hiếm lạ sự. Trương thái thái vẫn như cũ sinh khí. Đường mạng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi biết rõ chúng ta đều đang tìm hy vọng mà ngươi, nếu như có thể cấp Khải Hiên sinh đứa nhỏ, không chỉ là hy vọng, cũng là trương gia hậu đại, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Nàng không nói gì, chẳng lẽ có thể nói cho Trương Thái Thái, thuốc này không phải nàng mua, là Trương Khải Hiên tắt cho nàng. Nàng cũng lại giải thích, càng giải thích càng loạn, đơn giản cũng không nói. Trương Thái Thái tức giận xanh cả mặt, đường mạng trầm mặt càng khơi dậy lửa giận của nàng, nàng liền ở trong phòng, nổi trận lôi đình, chỉ thiên hoa, đem đường mạng phê toàn thân, cơ hồ phiến giáp không để lại. Đường mạng chỉ là cảm thấy trương thái thái nói tất cả đều là tạp âm, chấn nàng màng nghĩ đều đang rung, nàng không phải là không muốn giải thích, thế nhưng nàng hiện tại chỉ cảm thấy mệt mỏi, đối với một chán ghét người của chính mình, người hao hết tâm tư đi lấy lòng nịnh bợ, cũng không cách nào đổi hồi nàng ấm áp cười, đơn giản thuận theo tự nhiên đi. Chờ nàng phát tiết được rồi, ngã môn đi, đường mạng cũng mệt mỏi ngồi vịt ở ghế tự lý trương khải hiên gọi điện thoại nói cho trong nhà buổi tối không trở lại ăn cơm trương mụ nghe điện thoại nàng ở một bên nghe xong rất muốn rất muốn cho hắn gọi điện thoại nói cho hắn biết ngươi không nên ở bên ngoài ăn cơm ngươi trở về đi hồi đi theo ta ăn cơm dù cho ngươi không nói lời nào ngươi ngồi ở bàn ăn một chỗ khác có ngươi ở ta cũng an lòng còn có ngươi không nên tổng ở bên ngoài ăn trở về đi ta làm ngươi thích ăn thái ngao ngươi yêu uống canh dù cho ngươi không yêu ta ta cũng muốn nhìn ngươi, nhìn ngươi ăn cơm, chẳng sợ không nói câu nào. Mới vừa lên lâu, Trương Thái Thái lại vào gian phòng, đường mạng vội vàng đứng lên chuẩn bị nghe nàng một vòng mới nói từ. Không ngờ nàng tiếp được tới mặc dù hời hợt, nhưng không khác ném cái bom nguyên tử, lay động đường mạng ầm ầm sập. Đường mạng, ngươi đã không muốn cấp Khải Hiên sinh con, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, thế nhưng Khải Hiên thân thể không kịp đợi, trương gia cũng không kịp đợi, ngươi đã bên này không có năng lực hoàn thành chuyện này liền để cho người khác giúp ngươi làm đi đường mạng trợn to mắt trương thái thái những lời này là có ý gì trương thái thái nói thật bình tĩnh ngươi đêm nay cũng đừng ở nhà ở đi lệ cảnh bên kia ở vài ngày đi nàng cười lạnh mẹ là cho khải hiên tìm người mới đi trương thái thái căn bản cũng không quan tâm cảm giác của nàng nàng trực tiếp đáp trả lời đúng vậy tiểu lệ tuổi còn trẻ có khả năng thân thể khỏe mạnh lại không so đo danh phận đứa nhỏ này thực sự là khó có được tiểu lệ trương gia tiểu bảo mẫu trương thái thái lại muốn tiểu lệ bồi trương khải hi ngủ này bà bà thực sự là quản thiên quảng quảng rốt cuộc tử trong chăn sợ tức phụ cấp nhi tử sinh không được đứa nhỏ vì thế ngựa không dừng vó xem xét tân chọn người trang điểm được rồi muốn không thể chờ đợi được nhét vào nhi tử trên giường đường mạng nhớ lại chu duyệt nói cái kia tiểu nha đầu vẫn là lặng lẽ ở thích khải hiên nàng đột nhiên giữa cảm thấy rất châm chọc lúc này nàng không còn dùng được tiểu bảo mẫu có thể đã được như nguyện đường mạng trong nháy mắt tâm tượng cái gương mặt bị một phen cái dùi đâm thẳng xuống từ đó tâm hướng bốn phía khuếch tán hé nhưng mỗi một cái hé kính trên mặt cũng có rõ ràng chính mình nàng đã bị phá vỡ thành vô số phiến a à, đứa nhỏ này thực sự là khó có được nàng kia có phải hay không cũng nên đạo đức cốt khó có được một lần cung kính cúc cung đem trượng phu đưa đến tiểu thiếp trong phòng, sau đó cho hắn kéo lên môn, săn sóc nói. Phu quân, ngươi nhất định phải thành công, thiếp thân cho ngươi chút. Nàng cười lạnh, làm người ta buồn nôn, nàng thành một không dưới đảng kê, chiếm hố cũng không được, lập tức muốn na ra oa, làm cho tân kê đến đẻ trứng, bằng không, nếu như nàng không phối hợp, nàng kia có thể hay không trở thành tiếp theo đốn mỹ thực cũng khó nói. Tốt, ta đi cái gì cũng không cần nhiều lời, nàng lập tức mặc xong quần áo làm cho địa phương. Khuất nhục, vô cùng khuất nhục. Đón phong, nàng đi nhanh ly khai trương gia biệt thự, dọc theo đường đi, nàng rơi lệ, mũi phát chát phát khô phát ngăn, không có cách nào hô hấp chỉ có thể dùng miệng, phong lại lạnh như thế, làm như vậy, sặc ở trong miệng, quả thực muốn đem nàng một ngụm liền sặc tử. Đêm nay, nàng làm cho ra phòng ngủ, làm cho ra trượng phu, này có phải hay không Trương Thái Thái đã sớm cùng hắn nói được rồi. Hắn ngầm đồng ý. Trước nói mình không trở lại ăn cơm, chờ nàng đi, hắn mới trở về. Tiểu lệ sẽ thế nào ra hiện ở trên giường của hắn? Rửa sạch, trần như nhộng bọc chăn nằm ở bên cạnh hắn, làm cho hắn tượng đế vương kiểm duyệt hậu phi như nhau, đem chăn xốc lên, sau đó đóng cửa đèn, phục đi tới. Nàng phối hợp hắn, cực lực khiêu khích, hắn thỏa mãn hừ hừ, ở trên người của nàng không ngừng thúc ngựa cuồn cuộn. Nàng nhất thời thất vọng đau khổ lòng bàn chân đi lên lộ ra hàng ý, đứng ở bên đường, chỉ nghĩ lên tiếng khóc lớn, cảm tạ trời đất, này một cái dũng người qua đường tích rất thưa thớt, không có người quan tâm nàng khổ. Nguyệt hắc phong cao đêm, giết người phóng hỏa thiên, đêm nay khí trời thực sự là đem mình bắn chết hủy thi diệt tích cũng sẽ không tìm được dấu vết. Nàng nhìn trời mạc, nước mắt kết băng, sống tượng một cái băng hà trường ở lòng sông thượng. Trương Khải Hiên với chậm một chút lúc theo công ty trở về, Trương Thụy Hằng vẫn khuyên hắn không nên lại làm việc, thế nhưng hắn thủy chung không bỏ xuống được, bởi vì thân thể không tốt, hắn không hề làm bộ thương mại bộ trưởng, chỉ là ở công ty làm đơn giản một chút bày ra, marketing kế hoạch. Hôm nay có việc, vì thế chưa có trở về ăn cơm. Khi trở về kinh qua đường mạng giang phòng, hắn chần chừ một chút. Cước bộ sinh đinh, hảo muốn đi vào, hắn hiện tại thực sự hảo khát vọng nàng ấm áp muốn ôm một cái nàng, muốn kiểm tra tóc của nàng, hôn một chút miệng của nàng môi, thậm chí, hắn vô cùng chờ đợi có thể cùng nàng làm tình, muốn cái loại này rung túc vui vẻ, nhưng là muốn khởi nàng sống nguội ánh mắt, hắn lại quể oải vạn phần, ngẩng đầu thở dài, hắn trở về gian phòng của mình. Trở lại hắn càng ngoài ý muốn, trong phòng trên giường không có đệm chăn, suy nghĩ một hồi, hắn đột nhiên giữa trong lòng mừng như điên, đệm chăn đi đâu rồi? Đây là cái gì ám chỉ? ám chỉ hắn có thể đi nàng gian phòng đã ngủ chưa hắn nhất thời mừng như điên vội vàng rửa mặt thay đổi áo ngủ tượng cái học sinh tiểu học đã bị biểu dương cầm giấy khen như nhau nhẹ chân nhẹ tay điểm tới hắn và đường mạng cửa phòng ngủ miệng nhớ tới nàng ngọt ngào hôn nhu mềm thân thể hắn vô pháp khống chế dãy dụa tay nắm cửa không thể chờ đợi được đâm đi vào bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 48 48, không dậy nổi tên chính mình đến xem, rất làm. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Trương Khải Hiên rón ra rón rén đi tới bên giường, hắn nhìn thấy đường mạng thân thể, bọc chăn, nghiêng thân, đưa lưng về phía hắn, thân thể đường vòng cung họa linh lung tới tận cùng, hắn lòng đang thẳng thắn nhảy loạn, dục vọng ở bành trướng, hắn chịu không nổi. Ở bên giường, hắn cư nhiên tượng cái làm bừa thí sinh như nhau cởi quần áo thoát chính mình chột dạ tay run, thật vất vả đem mình thốn trần như nhộng, hắn lúc này mới cẩn thận vén chăn lên, cọ quá khứ. Quả nhiên, nàng không có mặc y phục, thân thể ti trượt liền tượng một khối vừa mới chế tạo nên chocolate, hắn nhất thời mở cờ trong bụng, hạnh phúc tượng một cái tiểu con chuột chui vào chocolate nhà xưởng, hận không thể tức khắc trác đi tới. Ngủ chết tại đây một khối bơ chocolate thượng. Hắn phục quá khứ, tay theo nàng phía sau lưng đi phía trước sờ, thật tốt, mò lấy nàng trước ngực, nắm nàng êm dịu, mềm một điều đùa, khi hai điểm êm dịu tự hồ cũng lòng có thông minh sắc sảo trong nháy mắt cũng có phản ứng như nhau, lập tức cũng theo nho nhỏ cao ngất đứng lên. Trong lòng hắn mừng thầm, nữ nhân, nguyên lai đều là dối trá tiểu yêu tinh. Trong lòng nóng lên, hắn đem nàng nhẹ nhàng ban qua đây, tìm miệng của nàng môi, hắn cúi đầu, nhẹ chọn nàng hạ ngạch, hôn đi hôn miệng của nàng môi, hắn hô hấp càng ngày càng gấp, thẳng thắng liền phục xuống, đính ở trên đùi của nàng, muốn đem dục vọng cũng đưa vào đi. Vừa mới tiếp xúc được môi của nàng, mút một chút, lưỡi tim khải khai môi của nàng hậu, hắn cảm giác có điểm không đúng lắm. Hôm nay hôn không đúng lắm. Đường mạng sẽ không như vậy trúc trách do hắn bài bố, chẳng lẽ nàng thay đổi, đường mạng sẽ trước mổ hắn một chút, sau đó đem cánh tay chợt đưa qua đến, chăm chú quấn quyết lấy cổ của hắn, tượng cái tiểu chim gõ kiến như nhau trước tiên ở miệng hắn trên môi thình thịt mổ mấy cái, sẽ đem nàng lưỡi tim cho hắn, hắn thích nàng nho nhỏ lưỡi tim, không khéo, đẹp đẽ, với vào trong miệng của hắn, cùng hắn lưỡi tim cuốn quýt, va chạm, đôi khi còn cố ý đùa hắn, mà lại không cho hắn. Liêu hắn tâm ngứa khó nhịn. Hơn nữa, nàng thở ra khí tức cũng cùng dĩ vãng không giống với, làm cho hắn có một loại xa lạ cảm giác, hắn có điểm kỳ quái, tay đang cầm mặt của nàng, nghe nàng hô hấp đột nhiên giữa trong lòng hắn có gan khủng hoảng xa lạ ngươi là ai không khỏi ngẫm nghĩ hắn bá liền mở đèn cường quan thoáng cái thứ ánh mắt của hắn ánh đèn sáng ngời nữ nhân kia cũng bị bất ngờ không kịp đề phòng sáng đâm một chút vội vàng dùng cánh tay chặn hai mắt của mình hắn một phen đem nàng cánh tay trảo khai thất kinh tiểu lệ trương thái thái cũng ở trong phòng thấp thỏm bất an trương thụy hằng kỳ quái lão bà vì sao lật qua lật lại đúng lúc này, nghe thấy trên lầu truyền đến Đông Tây bị đánh lật ngã toái thanh âm, sau đó là cửa bị kéo ra, có hỗn hển cước bộ trọng trọng từ thang lầu thượng truyền tới. Trương Thái Thái cảm giác không tốt, lập tức nhảy dựng lên, xoay người xuống giường. Trương Khải Hiên đã thay đổi y phục, đang ở hướng trên người biên bộ áo khoác biên nhảy chân tìm giày xuyên. Trương Thái Thái tốn sức lắp bắt. Khải Hiên, trẻ như thế ngươi đi đâu vậy? Trương Khải Hiên nghiến răng nghiến lợi, mẹ, đường mạng đâu. Ngươi đem lão bà của ta cấp đuổi đi nơi nào. Thanh âm của hắn là cấp thiết, ánh mắt là lo nghĩ, trương thái thái cho tới bây giờ không nhìn thấy nhi tử như vậy lòng nóng như lửa đốt ánh mắt, nàng nhất thời cũng chột dạ, nàng, nàng đi lệ cảnh ở vài ngày. Trương Thụy Hằng đuổi theo ra đến, chuyện gì xảy ra? Trương Khải Hiên tức giận vô pháp thành câu, mẹ thực sự là đau ta a. À. Hắn chống thắt lưng, đau lòng không ngừng đánh đầu của mình, ngươi có phải hay không còn chê ta nhiễu loạn không đủ lớn? Ta cùng đường mạng đã là hình cùng nước lửa, ngươi còn ngại không đủ, muốn ở một bên cắm căng gậy gộc trộn lẫn một chút. Hắn cấp ở cạnh cửa khốn thú như nhau bồi hồi, vạn hạnh vạn hạnh, không có làm ra hỗn đảng chuyện đến, nhưng là thế nào cùng nàng giải thích? Thế nào đem nàng khuyên trở về? Hiện tại đã mau 11 điểm, lúc này đi lệ cảnh bên kia đón nàng, hắn thậm chí có thể tưởng tượng đường mạng sẽ nói cái gì vừa mở cửa ra, đường mạng sẽ dùng lạnh tượng khối băng rơi trên mặt đất mở tung thanh âm nói móc hắn. Kết thúc sao? Trương công tử, hôm nay vẫn là của ngươi đêm tân hôn A, à, ngươi tại sao có thể bỏ lại trên giường tiểu lão bà ngược mạo tuyết chạy tới nghe vợ cả mẫu gà mổ thóc như nhau buồn chán thanh âm đâu? Trương Khải Hiên ôm đầu, co quắp ngồi ở trên sofa, nhớ tới đường mạng phát hỏa biểu tình, nàng hỏa vừa lên đến, đủ có thể giết chết bắt đầu Tây Ban Nha Điên Trâu hắn nhất thời nhục chí 2 phần 3. Trương Thái Thái vô liêm sĩ an ủi nhi tử. Khải Hiên, nàng bình thường liền mỗi ngày kéo cái dây mướp mặt, đối với người mắt lạnh với ta mắt trợn trắng, như vậy lão bà không nên cũng được, nàng yêu đi đâu đi đâu. Chu Duyệt cũng nghe tới động tĩnh đi ra, làm rõ tình huống hậu, nàng không khỏi ở một bên nói móc cười nhạo Trương Thái Thái. Mẹ ngươi thực sự là hiện đại tưởng kiền. Trương Thụy Hằng cũng khí không đánh vừa ra tới ở một bên bổ sung. Hành sự chưa đủ, bại sự có thừa. Trương Khải Hiên buồn ở trong phòng đi tới đi lui. Chu Duyệt suy nghĩ hạ, nàng ngồi xuống, cấp đường mạng gọi điện thoại. Điện thoại vẫn chưa thông, nàng tiếp tục lại bác, vẫn như cũ chỉ có mù âm, chờ bác một lúc lâu, rốt cuộc điện thoại thông. Trương Khải Hiên lập tức thấu quá khứ nghe. Chu Duyệt vừa định nói. Đường mạng, ngươi đang ở đâu? Bên trong thanh âm của một nam nhân truyền tới. Nhĩ hảo. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 49 49 ta là của ngươi hỗn đảng. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chu Duyệt rất kinh ngạc. Ngươi là. Trong điện thoại nam nhân kia có lễ mạo nói. Nhĩ hảo, ta là tuần cảnh, ngươi là này di động cơ chủ đích người nhà sao? Chu Duyệt kinh sợ, Trương Khải Hiên một phen cướp qua điện thoại. Ngươi là tuần cảnh. Ta thái thái đâu? 15 phút sau, bên ngoài một xe cảnh sát dừng lại, Trương Khải Hiên đi nhanh bước ra đi, hướng trên xe nhìn, xe chỗ ngồi phía sau thượng, đường mạng trên người đang đắp cảnh sát nhất kiện áo khoác ngoài, đầu tựa ở xe thủy tinh thượng, nàng người đang ở mê mang. Mọi người đều đi theo ra ngoài cảnh sát trách cứ hắn. Chúng ta ở tuần tra lúc phát hiện nàng hôn ở tử kinh công viên, ngươi là người nhà của nàng sao? Sao có thể làm cho nàng một người ở bên ngoài? Trời lạnh như thế này, nàng một người ở bên ngoài nhiều nguy hiểm hiểm. Trương Khải Hiên chỉ phải thấp giọng nói kiểm. Xin lỗi, cảm ơn các ngươi. Cảnh sát nói. Nàng đã đông lạnh nói không ra lời, chúng ta luôn mãi hỏi nàng nói, hỏi nàng gia ở nơi nào, Nàng không hé răng chỉ là khóc, may là lúc này các ngươi gọi điện thoại, bằng không chúng ta chỉ có thể tống nàng đi thu dung đứng. Cảnh sát còn đang hảo tâm tràn điệp điệp không ngớt, Trương Thụy Hằng đi ra vội vàng cùng cảnh sát cũng nói khiểm, nói cảm ơn. Trương Khải Hiên một phen đem đường mạng bên kia cửa xe mở ra, đường mạng mềm liền ngã xuống, vừa lúc thua bởi trong ngực của hắn. Hắn đau lòng tâm cơ hồ đảo thành một đoàn thịt vụn, "Đường mạng, ngươi sao có thể chạy đến tử kinh công viên?" hắn hiểu, đó là hắn và nàng lần đầu tiên ước hội địa phương. Trương Khải Hiên đem đường mạng ôm xuống xe đến, đường mạng hôn tượng bị hỏa nướng quá tiểu dương cao, toàn thân mềm mại vô lực, sắc mặt tái nhợt, miệng môi khô cạn tượng héo rũ hoa hồng cánh hoa, hoàn toàn không có một điểm sinh khí, hắn nóng lòng đau lòng, vừa sờ cái trán của nàng, nóng muốn chết, đủ sẽ có 40 độ, rốt cuộc nàng một người tại đây trời giá rét đông lạnh trong hoàn cảnh, đông lạnh bao lâu. Hắn ấy nấy muốn chết, nếu như hắn sớm một chút trở về, nếu như hắn hôm nay không phải cố nài đem một phần kế hoạch thư viết xong, nếu như, nếu như. Hắn đuổi ôm chặt đường mạng về phòng, ngay muốn vào đến lớn sảnh lúc, đường mạng mở mắt ra, nhìn thấy đèn phòng khách quan, đột nhiên giữa thanh tĩnh, ngay vào phòng tiền một khắc, tay nàng bất ngờ vương đến, cắt cao bang ở môn. Trương Khải Hiên bị ngăn cản dừng lại, hắn không rõ nàng cử động, đường mạng. Hắn nhẹ giọng gọi nàng đường mạng lúc này thanh tĩnh, mặc dù đau đầu dục nước ra, toàn thân đốt tượng băng cùng hỏa ở dày vò, nhưng nàng thần chí lại vô cùng thanh tĩnh, đây là trương gia, nàng ở bên ngoài cuối cùng không có kháng trụ, hảo tâm cảnh sát tống nàng đã trở về, càng làm nàng đuổi về này cho nàng khuất nhục cùng lạnh lùng hào môn đại viện. Nàng ban cạnh cửa, mặc dù suy yếu, thế nhưng thanh âm một câu một chữ, từng chữ rõ ràng, ta không nên vào đi. Hắn nghe rõ, nhất thời tim như bị đau cắt, đường mạng, ngươi không nên như vậy, ta ở trong này. Ngươi đã nói, ta ở nơi nào, chỗ nào chính là nhà của ngươi, ngươi không nên ta sao? Chu Duyệt nghe thấy thanh âm cũng chạy ra, còn có trương mụ, liền tiểu lệ cũng ý khiếp sợ khiếp trốn ở thang lầu góc hướng bên này nhìn. Đường mạng vẫn là nắm chặt môn, nàng cắn chặt miệng môi, cố chấp, quật cường, không nói được lời nào, không muốn vào phòng. Trương Khải Hiên ôm nàng, hai người cứng ở cạnh cửa trương thụy hằng thở dài hắn đi tới bên cạnh hai người khuyên bảo đường mạng vào phòng đi tiểu mạng chu duyệt cũng đi tới nàng khuyên nàng về nhà rồi hãy nói tiểu mạng đường mạng vẫn là cầm lấy môn nàng cơ hồ muốn đem miệng mình môi giảo phá thế nhưng nàng vẫn đang không chịu buông tay trương mụ muốn thăm dò qua đây đem tay nàng giật lại đường mạng đột nhiên giữa theo trong cổ họng phát ra trầm thấp nức nở thanh thanh âm này là hoàn toàn bị thương, bị đánh tan nứt nở thanh. Trương Khải Hy nghe toàn thân rung lên. Giờ khắc này, hắn thần chặt đứt, hắn biết nàng vì sao không muốn vào nhà, nàng yêu hắn, mờ mịt cả vào cái nhà này, hy vọng có thể đạt được yêu bảo hộ, lại ở cuối cùng bính cả người là thương. Kỳ thực nàng có cái gì sai? Hắn khổ sở cúi xuống thân đến, đem nàng ôm chặt lấy, đường mạng. Hắn đem nàng ôm chặt lấy, dùng của mình nhiệt độ cơ thể đến ấm áp nàng, ta là của ngươi hỗn đảng nam nhân, ngươi không tốt nam nhân, cầu ngươi đừng như vậy lãng phí chính mình, ta sai rồi, được không? Hắn rớt xuống lệ đến. Đường mạng vẫn là không chịu buông tay. Trong lòng hắn tư vị giống uống trên thế giới tối khổ thuốc đông y nước, đối với nàng vô kế khả thi, lại lại không thể bỏ qua hạ, hắn chỉ có tim như bị đau cắt khổ khuyên. Được rồi, đường mạng, nếu như ngươi nhất định phải khư khư cố chấp, vì chuyện này tự nói, ta nhất định cho ngươi cử hành cái tối long trọng lễ tang, chúc mừng ngươi rốt cuộc xong hết mọi chuyện, chết có ý nghĩa. Đường mạng lớn tiếng khóc, tay dần dần mất đi khí lực, nàng cố chấp chống một điểm khí lực không muốn tiến cái nhà này môn, nếu như có thể một lần nữa tuyển trạch, nàng nguyện ý vĩnh viễn cách nam nhân này, cách đây giữa biệt thự càng xa càng tốt, nội tâm không thể kháng cự bi ai dâng lên, nàng phi thường phi thường khổ sở. Thế nhưng nàng hiện tại không có khí lực, như vậy bị đuổi về trương gia, nàng chỉ cảm giác mình cuối cùng một điểm tôn nghiêm đều bị giá hạ xử lý, chính mình tượng ở diễn khổ. Nhục kế như nhau, cho nên nàng thống khổ, cứ việc nàng bản ý không phải muốn, nàng chỉ là tuyệt vọng, muốn ở trong công viên làm cho đại tuyết đem mình chôn vùi vô tung vô ảnh, muốn làm giòn tử quên đi, phong cảnh gã cho một thể diện trượng phu, người người cho rằng nàng vinh sủng kim tới, nhưng không nghĩ nàng hoa lệ áo khoác hạ. Một lòng sớm đã tượng bị trùng chú hỏng be hỏng bét cây khô lá. Chu duyệt qua đây, khổ sở cũng theo rơi nước mắt. Nàng khuyên đường mạng. Tiểu mạng, không nên hờn dỗi. Đường mạng không có khí lực lại trảo cửa, tay nàng rủ xuống đến. Trương Khải Hiên lập tức đem nàng ôm chặt, chạy vội chạy về trên lầu. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 50 50 Hắn ân cần bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đường mạng ở trên giường nằm 3 ngày mới hồi quá mức đến. Đêm hôm đó bị cảnh sát trả lại, nàng đã lạnh toàn thân mỗi một sợi tóc gáy lỗ đều cứng ngắt. May là cảnh sát phát hiện kịp lúc, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nàng phát sốt, thầy thuốc tới cho nàng liền thua tam bình dược nàng cũng không có ra mồ hôi, không ra mồ hôi đốt sẽ không lui, toàn thân liền trầm trọng. Mà nàng nghỉ lễ cũng hợp thời quan cố, bởi vì ở bên ngoài đông lạnh thời gian lâu dài lần này máu lượng đặc biệt nhiều nàng đau ruột đều thắt máu khối không ngừng chảy xuống lưu thân thể nàng cơ hồ bị bất thời giờ cảm mạo phát sốt đau đầu tan nát cõi lòng liên tục ba ngày nàng vẫn ở vào nước sôi lửa bỏng bàn đần độn dãy dụa chung trong phòng rèm cửa sổ buông xuống giấu giếm một điểm sáng bởi vì nàng không dám thấy quan vì thế toàn bộ gian phòng cũng bao phủ một tầng âm u sầu muộn nàng liền như vậy nằm không còn sinh khí không có cảm giác bất quá trong ba ngày nàng mông lung cảm giác trương khải hiên tựa hồ một mực bên người nàng bởi vì có một lần nàng khác không được thì thào gọi khác khác lúc này lập tức có một đôi tay đem nàng nâng lên đến cho nàng truyền đạt thủy là thanh âm của hắn hắn ở bên tai nàng nhẹ giọng nói không phải sợ nàng không biết có phải hay không là thực sự có lẽ là một mộng đi ba ngày sau nàng hơi chút có khí lực mở mắt ra chung quanh một chút phát hiện mình nằm ở trương gia trên giường trương mụ tới cho nàng tống tắm xong y phục nàng làm cho trương mụ đem rèm cửa sổ kéo ra bên ngoài là một mảnh trắng xóa thế giới tuyết rơi lớn như vậy đem tất cả xấu xí che giấu hoàng mỹ tuyệt luân liền tượng tất cả đều không tồn tại như nhau trương mụ đỡ nàng cho nàng phía sau lưng điếm cái gối làm cho nàng dựa vào nằm đứng lên nàng hỏi trương mụ ta nằm mấy ngày ba ngày nàng ồ một tiếng trương mụ nhìn cửa phòng đóng chặt lúc này mới nhỏ giọng nói với nàng đêm hôm đó cảnh sát đem ngươi trả lại hậu trong nhà cơ hồ náo ngất trời cho tới bây giờ không nhìn thấy khải hiên phát lớn như vậy hỏa hắn ở phòng khách cùng trương thái thái cãi nhau chủ tịch cũng lạ thái thái là tự cho là thông minh về sau khải hiên phát liễu ngoan nói muốn ngày hôm sau liền cùng ngươi chuyển đi ra ngoài ở trương thái thái lúc này mới hại sợ không được cùng hắn giải thích đồng thời cam đoan tuyệt đối sẽ không lại làm khó dễ ngươi việc này mới tính bình xuống nàng không lên tiếng trương khải hiên lại vì nàng cùng mẫu thân náo lật nàng thực sự xuất hồ ý liêu nguyên lai like ở trong lòng hắn nàng còn có một chút vị trí tiểu lệ cũng đi trương thái thái cho nàng khác tìm cái cố chủ không cần nàng nàng không biểu tình đáng thương tiểu thiếp rất muốn để trứng đáng tiếc không có qua ngồi chồng hủng Trương mụ qua đây tự hồ nghe thấy được trên người nàng mùi mồ hôi, nàng nói. Ngươi đem y phục trên người bị thay thế, ta rửa cho ngươi hạ đi. Đường mạng này mới phát hiện, chính mình lại vẫn mặc ba ngày trước thu y thu khố, bởi vì phát sốt về sau ra mồ hôi, toàn thân đều là sư vị. Nàng đứng lên phối hợp cởi quần áo, liền ngực che cũng giải, trương mụ ở trong tủ cho nàng tìm y phục. Đúng lúc này, môn đột nhiên mở trương khải hiên tiến vào hắn vừa tiến đến vừa lúc thấy đường mạng xích lõa trên thân rất tự nhiên ánh mắt của hắn rơi vào đường mạng trước ngực đường mạng vội vàng đem chăn kéo qua đến chăm chú vây quanh ở trên người mình hắn cũng có chút mất tự nhiên ân ân hai tiếng trương mụ đem y phục tìm cho nàng hậu lập tức biết điều lách người đường mạng nói ta muốn thay quần áo hắn đứng ở bên cửa sổ ngươi đổi đi. Đường mạng cảm thấy rất đau đầu, hai phu thê thế nhưng tới không dám nhìn thẳng đối phương tình hình. Thừa dịp hắn ở bên cửa sổ đứng nhìn bên ngoài, đường mạng vội vàng đem y phục đều thay đổi. Ba ngày không ăn cái gì, nàng chỉ nhớ rõ trong ba ngày này, ngày đầu tiên cùng ngày hôm sau, nàng chỉ ở chính giữa thanh lúc tỉnh, do trương mụ đỡ uống chút ít cháo, sau đó chính là ngủ, ngất đi, ngủ, ngất đi, lúng cuốn tay chân này một hoạt động, nhất thời toàn thân đều là mồ hôi thể lực theo không kịp có chút hư thoát như nhau đổi xong y phục nàng tức khắc lại tài trở lại trên gối đầu nhắm mắt lại toàn vựng trong mắt đều là sao hắn hỏi ngươi muốn ăn cái gì đường mạn lúc này mới cảm giác bụng thầm thì thẳng gọi thế nhưng ăn cái gì trong miệng nàng vừa khổ lại kiền bựa lưỡi lại hậu vừa nặng đã không muốn ăn cũng không có hứng thú ăn hắn qua đây mềm giọng khuyên nàng đứng lên ăn một chút gì đi, bằng không, ta làm cho trương mụ đưa vào đến. Đường mạng chỉ cảm thấy hắn thái độ tốt bách chuyển thiên hồi, ân cần khúng núng nịnh bợ. Cho tới bây giờ không hưởng thụ quá hắn như vậy yêu mến, lệnh nàng toàn thân đều là nổi da gà. Nàng thở dài, miễn cưỡng chống đứng lên đi trước phòng vệ sinh rửa mặt. Hắn liền ở bên ngoài chờ nàng, chờ nàng đi ra, lại bồi nàng cùng nhau xuống lầu. Một chút lâu, Trương Vũ Đồng nhìn thấy nàng, lập tức nhào tới, dị kinh ngạc nói. Tiểu thẩm thẩm, ngươi sắc mặt thật là tệ. Nàng chỉ phải cười khổ, ở nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn miết một phen. Tiểu thẩm thẩm bây giờ là đói bụng ba ngày tiểu hồ ly hoa bối. Ngồi vào bàn ăn biên, nàng mới phát giác không phải ăn cơm thời gian, trương gia những người khác cũng đều không ở. Thế nhưng trương mụ cẩn thận đã cho nàng chuẩn bị ngao thật lâu củ từ ô canh gà, còn có mấy thứ ngon miệng thanh thúy ăn sáng trương mụ đem thái cùng canh bưng ra không biết là có ý định hay là vô tình nói trước uống chút canh đi ngươi không ăn khải hiên cũng không ăn hai người các ngươi a à, ai nàng ngẩng đầu nhìn trương khải hiên liếc mắt một cái trương khải hiên cũng nhìn nàng thấy nàng xem chính mình vội vàng cúi đầu nhìn nơi khác nàng cúi đầu uống canh mới uống một hớp lập tức nhíu mày có phải hay không trong miệng không vị thế nào ăn cái gì đều là khổ trương khải hiên lập tức phát giác hắn hỏi nàng làm sao vậy có phải hay không không hợp miệng đo nhiệt độ ngươi đã không phát sốt hiện tại khá hơn chút nào không nàng tức giận trả lời di an mệnh một cái không chết được trương khải hiên trong lòng tức giận giận sôi lên này nữ nhân chết tiệt đều đến nơi này bộ ruộng đồng còn ngổ cổ mạnh miệng thực sự là không hơn không kém một gốc cây đôn không lạng cải trắng mới ăn mấy miếng đường mạng liền ăn không vô nữa không có khẩu vị ăn cái gì đều tượng nhai sáp. Nàng đẩy ra bác thở dài, quyết định vẫn là trở lại đem mình khốn chết ở trong chăn. Đi tới thang lầu, ngẩng đầu nhìn thang lầu dai, nàng cơ hồ muốn ngã chết quên đi, thế nào này bậc thềm dài như vậy nhiều như vậy, chân nàng mềm đều bò không đi lên. Lúc này Trương Khải Hiên chạy tới, hắn đem nàng một phen liền ôm lấy tới, sau đó ôm nàng trở về phòng lý đi, đường mạng còn muốn suy yếu tỏ vẻ một chút ta có thể đi, nhưng thật sự là cỏ nhỏ như nhau không có cốt khí, chỉ có thể do hắn đem mình ôm đi trở về. Nằm ở trên giường, nàng chăm chú bọc chăn, nghiêng thân thể, cũng không muốn nói chuyện với hắn. Hai người trầm mặt tự hồ đem thời gian đều ngao thành thủy. Đợi một lúc lâu, hắn mới đi tới, ngồi ở bên giường, tỉ mỉ nhìn nàng, hắn ngơ ngẩn, muốn nói lại thôi, trên mặt biểu tình phức tạp cuốn quyết. Đường mạng biết hắn có lời muốn nói bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video